Ảnh hưởng của văn hóa dân gian Quảng Nam trong hát du xứ Quảng ra sao? Sự phát triển của cảng thị Hội An dưới thời Trung Nguyễn thế kỷ thứ 17 đã tạo tiền đề cho sự xuất hiện phiên âm tiếng Việt thành chữ Latin và những con chữ đầu tiên ảnh hưởng tới các làn điệu hát du ra sao? Ngôn ngữ, cách hát và làn điệu đặc thù đã tạo nên sự khác biệt trong hát du Quảng Nam như thế nào? Cái ảnh hưởng của văn hóa dân gian, các loại hình khác, ảnh hưởng đến hát ru rất mạnh. Hát ru phải nói là nó có độ nhuần nhuyễn, cái độ nhụy chắc nhụy ha, nằm bên trong của con người. Trong những cái quan hệ trong cuộc sống có điều gì vui buồn thì người ta đều thể hiện bằng hát ru. Cùng đồng hành với những điệu ru xứ Quảng để tìm lời giải cho những câu hỏi này. Sông Thu Bồn chảy ra cửa đại. Trong văn hóa người Việt có hát du gắn với môi trường sinh hoạt ba miền Bắc, Trung, Nam, mang đậm bản sắc dân tộc. Hát du thường biểu đạt ý nghĩa tình cảm, dân dạy, giáo dục nhân văn và thẩm mỹ, nâng cao giá trị tâm hồn. Cái ảnh hưởng của văn hóa dân gian nên hát ru rất mạnh. Chính vì vậy mà trong những cái điệu lý trách móc của ai đó, những cái trích đoạn của tuồng thơ chẳng hạn như Thoại Khanh Châu Tuấn, những cái trích đoạn tuồng thông tam mượn cái hát ru để thể hiện cái nỗi lòng mình, do cái nội dung nó phong phú vì nó ảnh hưởng các loại hình khác, thành thử rằng cái tiếng lòng của người phụ nữ thể hiện bàng bạc trong hát ru. Nghệ thuật hát du và những bài hát du là di sản quý trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, nằm trong tâm thức mạch nguồn, truyền thống gia đình, có giá trị trong đời sống thực tiễn, góp phần xây dựng tính cách người Việt, nhân, nghĩa, trí, tín. Bài hát du về huyền thoại lịch sử một vùng đất ven sông Thu Bồn với nghề trồng dâu, chăm tằm, canh cười, câu chuyện tình yêu giữa chú Nguyễn Phước Lan và cô thôn nữ hái dâu Đoàn Thị Ngọc được những người mẹ xứ Quảng kể bằng tiếng hát du cho biết bao thế hệ người con xứ Quảng. Chú Nguyễn lập dinh trấn Thanh Chiêm, cảng thị Hội An phát triển ở vị trí thương mại ngoại thương từ thế kỷ 16 đến thế kỷ thứ 19, là nơi khởi nguồn Latin hóa chữ viết tiếng Việt. Tất cả những điều kiện ấy tạo ra sự phong phú trong ngôn ngữ xứ Quảng với những âm tiết đa dạng uyển chuyển cho dân ca, trong đó có những làn điệu hát du của một miền quê sông nước cửa biển thơ mộng. Những dấu tích còn lại ở làng Thanh Chiêm cho thấy đây là thủ phủ thứ hai ở đằng trong sau Thuận Hóa, Phú Xuân, Huế. Nằm bên bờ sông lớn, vị trí giao thông thuận lợi, kết nối miền ngược với miền xuôi, trên trục đường Nam Bắc, giữa đất liền và biển. Các nhà truyền giáo ở xứ đạo Thanh Chiêm đã khởi đầu phiên âm tiếng Việt bằng chữ Latin vào đầu thế kỷ thứ 17, rồi vào cuối thế kỷ thứ 19 trở thành chữ quốc ngữ được phổ biến. Nên từ đó trở đi, việc lưu giữ văn bản, truyền bá, phổ biến thơ, văn học và những sáng tác dân gian được ghi lại và lưu trữ theo dạng bản viết tay, rồi sau là in ấn, thuận lợi hơn truyền khẩu rất nhiều. Nội dung hát du đa dạng phong phú vì hầu hết dựa vào văn bản văn học dân gian. Hát du luôn nằm trong bối cảnh đời sống hàng ngày, nhiều khi thay cho lời nói thông thường, luôn là những câu hát chứa chan tình cảm được gửi gắm, lưu truyền qua nhiều thế hệ người phụ nữ của gia đình.
hình ảnh đưa nôi ru em, ru cháu ngủ thường thấy dưới mỗi mái nhà gia đình Việt. Tiếng hát ru lan tỏa trong không gian làng quê, vẽ nên cả hình ảnh phong cảnh và con người vùng đất ấy, thấm vào lòng người như những giọt nước nuôi cây, dung dưỡng tâm hồn. Nội dung và câu hát ru đều trở thành nỗi nhớ thiết tha khi ta lớn lên xa nhà, xa quê hương. Hát ru nhiều khi là lời tự sự để bày tỏ tâm sự riêng mình, mà người ta hát trong lúc buông câu thả lưới trên sông hay ngồi quay tơ thành sợi, là để giải tỏa cho vơi bớt những nỗi niềm thương nhớ, uất ức tủi hờn đang chất chứa trong lòng. Hát để một mình biết, một mình nghe. Hát là để gửi nhắn, trách móc đến một đối tượng nào đấy, như một người tình cũ, hoặc lời nhắn nhủ người yêu mà không cho người khác biết. Cho nên lời hát mang tính chất ẩn dụ, đôi khi tưởng chừng vô nghĩa hoặc ẩn nghĩa, giống như mật mã tình cảm dành riêng cho một người nào đó biết mà thôi. Bên chùa mưa đồng tiếng chuông, lặng nghe khúc hát. Xứ đằng trong thì tính cách của người phụ nữ hết sức mạnh mẽ, bởi vì cái bối cảnh cuộc sống rất nhiều những cái va chạm, và dường như là nó không phải gìn giữ theo kiểu khung phép như là cái ở những cái các nơi khác, đặc biệt là cái vùng phía Bắc ảnh hưởng Nho giáo đậm hơn, thành thử là cái việc mà tự do nó ít, cái phóng túng nó ít. Sinh ra trong một gia đình lao động ở làng quê Cẩm Châu, thành phố Hội An. Mặc dù không phải là con nhà làm nghệ thuật truyền thống, nhưng nghệ sĩ Ngọc Huệ đã sớm hình thành chất giọng dân ca khá đặc biệt, mượt mà. Lớn lên trong khung cảnh yên bình thôn dã và tiếng hát ru của bà, của mẹ, những làn điệu dân ca ngọt ngào, đằm thắm của miền sông nước, biển cát xứ Quảng đã thấm sâu trong sâu thẳm ký ức của Ngọc Huệ và là động lực nuôi dưỡng những đam mê của chị với sân khấu dân gian. Và đặc biệt là hát ru. Lớn ngắt nhỏ veo cực lòng lắm thay, chứ vui gì trong một vợ hai đều bồng cho lắm. Sinh năm 1965, nhưng Ngọc Huệ trông còn khá trẻ. Trẻ từ chất giọng hơn 30 năm gắn với sự nghiệp ca hát. Bắt đầu từ phong trào văn nghệ ở cơ sở, lúc đó chị tham gia diễn kịch dân ca, thi hát đơn ca, hát ru và nhanh chóng trở thành con chim đầu đàn của đội thông tin lưu động ở vùng đất du lịch Hội An. Với niềm đam mê dân ca xứ Quảng, nhất là hát ru, Ngọc Huệ cùng đồng nghiệp trong đội thông tin Hội An trước đây và Trung tâm Văn hóa Thông tin Hội An sau này đã cùng tìm tòi thu thập nhiều bài hát ru, rồi khổ luyện để có thể mang đến cho công chúng xa gần những buổi diễn, những làn điệu hát ru đậm chất dân ca cổ truyền. Người ta nói rằng, các làn điệu dân ca và hát ru là mạch chảy trong huyết quản của những người phụ nữ xứ Quảng và nhất là Ngọc Huệ. Ngữ điệu vùng miền và nét văn hóa hội tụ dường như cũng in dấu trong lời ca tiếng hát dân gian.
những ca từ mềm mại, phong phú, nhắc tới địa danh, phong cảnh, đến cả tính cách, tình yêu, lòng chung thủy, cũng như nghĩa khí của người xứ Quảng. Ngọc Huệ thường chia sẻ với anh em hoàn cảnh ra đời của mỗi bài hát, từng cốt truyện để hiểu nội dung nhuần nhuyễn, rồi mới luyện hát và trao gửi cả tâm hồn mình vào đó. Nhuần nhuyễn các thể loại dân ca, hát du, thế nên trong những buổi luyện tập cùng các đồng nghiệp, nghệ sĩ Ngọc Huệ luôn là người chủ động hướng dẫn bạn diễn, là lớp diễn viên kế cận cách lấy hơi, nhả chữ, sao cho vẫn truyền thống và đầy bản sắc của hát du xứ Quảng. Dạ em buồn bấy nhiêu, chứ cánh buồm gió thổi xiêu xiêu, nước mắt ra chàng chậm bốn mũi dây lưng điều không khô. Được rồi, chị Thái bây giờ là được rồi đó. Bởi vì mình hát cái bài này nó có nội tâm, cho nên khi em diễn là em phải dồn hết nội tâm. Các sinh hoạt diễn sướng như hò khoan, bài tròi, hát bà trạo, cầu ngư, dân ca đã ảnh hưởng tích cực đến hát du về mặt văn bản, ca từ, cũng như việc biến đổi, biến thể trong cách hát du, cách ngưng câu, ngắt câu bằng làn điệu đệm của hát du hay làn điệu dẫn nhập của hò khoan. Văn hóa Quảng là sự kết hợp của ba dân tộc Việt, Chăm và Hoa. Tiếng du hợp với hoàn cảnh đa số người dân xa quê, lập làng, thu xếp ổn định hài hòa với vùng đất mới. Hát du là một phần tinh thần trong đời sống gia đình Việt, là nét nhân văn truyền thống lâu đời, luôn gần gũi trong tâm hồn với mỗi chúng ta. Đến hôm nay đã trở thành một phần nhỏ của sản phẩm văn hóa du lịch mà người xứ Quảng dành cho du khách đến với Hội An.